Chào mừng các bạn đến với chương trình học trực tuyến. Hôm nay thì thầy xin giới thiệu với các em cái cách chúng ta có thể pha chế cái nước rửa tay khô. Hiện nay đây là hàng khan hiếm trên thị trường. Thì để sản xuất được 500ml, tức là nửa lít nước rửa tay khô, thì chúng ta cần có 400ml cồn, hay gọi là ethanol, cồn 90 độ. Thì hiện nay là các bạn Bảo Trân, bạn Gia Hưng và bạn Xuân Sang đang tiến hành pha đổ 400ml cồn ethanol 90 độ và 7,5ml oxy già, cùng với đó là 1ml glycerin. Glycerin thì có tác dụng làm cho cái tay mình, da tay mình nó mềm, nó không bị khô. Đổ hết phần đó luôn ha, đổ hết phần đó. Thì chúng ta sẽ bỏ cồn trước, rồi ta đổ oxy già là 7,5ml, đổ khoảng 1ml glycerin. Rồi chúng ta khuấy đều lên. Sau đó chúng ta dùng nước. Chúng ta sẽ dùng 90ml nước. 90ml nước. Đây là nước này, các bạn có thể dùng nước cất. Còn nếu không có nước cất thì các bạn hãy dùng nước đun sôi để nguội. Đun sôi để nguội. Rồi. Ok, rồi. Sau đó bạn Gia Hưng sẽ đổ nước cất này vào trong cồn. Được rồi, 90 được rồi. Rồi. Thì các bạn có thể đổ toàn bộ cái nước cất này vào và quấy đều lên. Bạn Bảo Trân sẽ quấy để đồng nhất các chất với nhau. Trong quá trình làm thì các bạn cũng nên, nếu có điều kiện thì chúng ta có găng tay bảo hộ, khẩu trang, kính bảo hộ vân vân. Mặc dù đây là những chất tương đối an toàn với chúng ta, nhưng đừng để hóa chất vây bẩn vào mắt, như vậy có thể gây sót mắt. Và đặc biệt là đây là dung dịch để rửa tay. Các em không được sử dụng để uống. Và để tránh nhầm lẫn thì chúng ta nên tạo cái nhãn. Bạn Xuân Sang đang làm cái nhãn. Thì cái nhãn thì chúng ta sẽ ghi rõ là nước rửa tay khô, không được uống ha. Và chúng ta ghi rõ cái thành phần, 80% là cồn, ethanol và 1,45% là oxy già. Rồi 0,125% là glycerin. Còn còn lại là nước. Ở đây thì xin giới thiệu các bạn, chúng ta có thể dùng các tinh dầu. Thì hiện nay trên thị trường có tinh dầu xả. Tinh dầu xả thì cái mùi rất là dễ chịu. Ngoài ra các chuyên gia còn khuyến khích chúng ta có thể dùng cái tinh dầu tràm hoặc tinh dầu bạc hà. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tinh dầu tràm ha. Tinh dầu tràm cho nó phù hợp với cái nhãn của mình ha. Rồi, chúng ta số lượng giọt tinh dầu thì cũng tùy ý. Đây là những tinh dầu tương đối đậm đặc, thì cái số lượng đậm đặc thì chúng ta thấy cái số lượng cũng không cần phải nhiều. Chúng ta bỏ từng 10 giọt tinh dầu. Rồi, Gia Hưng sẽ nhỏ 10 giọt cái tinh dầu tràm vào trong đây. Như vậy chúng ta có thể là chế ra cái cốc nhỏ khoảng chừng 1ml. Không, chúng ta có thể dùng cái ống nhỏ giọt ha. Đây ống nhỏ giọt, ta hút khoảng chừng 1ml. Bóp ống mà ta hút lên. Rồi, được rồi. Rồi. Hơi ít, bóp ống này thả ra. Cái cách sử dụng ống gọi là công tơ hút á, thì các bạn phải bóp ống trước, không? Các bạn phải là chú ý, thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công tơ hút này. Ta bóp để ta đẩy không khí trong cái ống ra. Sau ta thọc cái miệng của công tơ hút này vào cái tinh dầu, rồi chúng ta thả từ từ ra và chúng ta lấy với cái số lượng vừa đủ thôi. Đó, số lượng như thế này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng cái công tơ hút này nè, chúng ta thả vào trong đây. Rồi ta quấy coi cái số lượng phân bố của cái lượng. Rồi mời bé Bảo Trân ta quấy đều, quấy nhẹ tay thôi đều. Rồi chúng ta có thể ngửi thử cái mùi đó thử coi đã yêu cầu chưa, có thể chúng ta gia thêm một số tinh dầu nữa cho nó thơm hơn, hay là chỉ cần mùi nhẹ thoáng qua, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Đó,
Thì khi các bạn thành phẩm rồi thì các bạn sẽ đổ ra những cái chai nhỏ như thế này. Những chai này khoảng 100ml. Thì chúng ta có thể đem lên trường chúng ta sử dụng ngay trường mình. Tuy nhiên thầy cũng khuyến cáo đây là giải pháp chữa cháy tạm thời thôi, không bằng cái giải pháp mà chúng ta rửa tay bằng xà bông với nước. Nhưng trong điều kiện mà chúng ta không có nước và xà bông, và trong điều kiện mà gấp rút, thì chúng ta có thể dùng cái dung dịch rửa tay khô này để chúng ta sát khuẩn, đặc biệt là trong cái mùa với dịch bệnh corona hiện nay. Thì một lần nữa thầy xin nhắc lại cái công thức này đã được tổ chức thế giới WHO đã khuyến cáo chúng ta sử dụng và hoàn toàn an toàn. Và đặc biệt là chúng ta phải ghi rõ là không được uống và hạn sử dụng. Ở đây nó có hạn sử dụng là 6 tháng, do đó hôm nay là ngày 9 tháng 2. Thì đến tháng 8 như vậy nó sẽ hết hạn sử dụng, chúng ta ghi rõ cái hạn sử dụng. Rồi một lần nữa thì thầy xin mến chào các em. Tôi chúc các em có một sức khỏe tốt, đặc biệt là biết giữ gìn trước cái cơn dịch corona này bằng cách rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và súc miệng, súc nước muối, vân vân.